Thì ngày hôm nay em muốn dành cái lời cảm ơn đặc biệt đầu tiên em muốn dành tặng cho anh. Từ khi mà anh xuất hiện trong cái cuộc đời này thì em nghĩ rằng là anh đã là một cái chỗ dựa rất là vững chắc về mặt tinh thần cho em. Tất nhiên là cả vật chất nữa, nhưng mà về mặt tinh thần rất là nhiều. Từ lúc mà quen anh á là Giang không có sợ ế nữa. Thì vì anh Tiến nói là nếu như mà không ai cưới Giang á để đến già là anh Tiến sẽ cưới ông Giang. Mà Giang thấy cũng ổn. Tại vì thực ra thì mình cũng không phải là người có giọng hát quá hay, mình cũng không thể hát hoài được. Đến lúc mà lớn tuổi rồi thì chắc cũng chỉ cần là một cái người nào đấy, một cái chỗ dựa nào đấy mà làm cho mình cảm thấy thoải mái, thanh thản, nhẹ nhàng, không còn quá bị áp lực cơm áo gạo tiền nữa. Thì có một cái người chồng như thế thì cũng ok. Còn cứ cưới đã, tình cảm từ từ mình bù đắp được đó. Thì em cảm thấy rằng là thực sự rất là biết ơn và cảm ơn anh đã đến trong cuộc đời của em. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại có cùng một cái có thêm một cái cột mốc mới để làm cùng với nhau. Thì chưa già cơ mà chưa chúng ta đã có một cái cột mốc mới để làm cùng với nhau và em hy vọng là chúng ta sẽ làm điều đó tốt nhất. Và em chỉ muốn nói với anh một điều cuối cùng là với em, tất cả những người nào mà làm nghệ thuật bằng toàn bộ cái lòng đam mê của mình thì người ấy xứng đáng được gọi là nghệ sĩ. Và trong mắt em thì anh là một trong những người nghệ sĩ tuyệt vời nhất. Rồi, cảm ơn anh. Dạ bình thường là em khóc rồi đó mọi người. Tại vì bữa nay là em phải cứng rắn làm chỗ dựa, làm người đàn ông của Hương Giang cho nên em không dám khóc mọi người. Tóm lại là bình thường cảm ơn Hương Giang nhiều quá, bữa nay Hương Giang cảm ơn lại mà giờ em cảm ơn ngược lại nữa thì nó cũng kỳ quá, cho nên là thôi bây giờ em cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn hôm nay có mặt ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã cho tụi em một năm thật là rực rỡ, thật là huy hoàng, và hy vọng là tất cả mọi người sẽ tiếp tục giúp đỡ tụi em trong năm tiếp theo ạ. Xin cảm ơn mọi người. Thôi mình lên đồ ăn nha mọi người ơi, mời nhà lên đồ ăn luôn đi ạ. Đói rồi. Cảm ơn MC. Cảm ơn những chia sẻ rất chân thành đến từ Hoa hậu Hương Giang và Diệu Sĩ Tiến. Và tôi đứng trong cánh gà, tôi cũng không biết là đây là một show tỏ tình hay là một cái gì party nữa. Và chúng ta sẽ quay lại với chủ đề chính. Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang có mặt trong GN Party do DST Entertainment và Hương Giang Star Group tổ chức thực hiện. Thì trải qua một năm 2023 với rất nhiều những chuyển động đáng chú ý từ thị trường showbiz, thì DST Entertainment cũng như Hương Giang Star Group đã tham gia sản xuất rất nhiều những chương trình gây được tiếng vang lớn. Chúng ta có thể kể đến như là The New Mentor, Miss International Queen hay mới nhất là Trò Chuyện Cùng Với Tương Lai. Và thông qua những chương trình đó, quý công ty chúng tôi hiểu được rằng bất kỳ một sự thành công nào cũng đều phải đi kèm với sự tin tưởng, thương yêu và đồng hành từ các anh chị phóng viên, các tổ phẩm ekip và đặc biệt là quý nhà tài trợ. Chính vì vậy mà trong buổi tối ngày hôm nay mà Hoa hậu Hương Giang cùng với Diệu Sĩ Tiến đã tổ chức một buổi thanks party để thay cho lời tri ân. Hai ba cận nhé, hai ba ok.
rồi, mình chờ giúp anh thôi. Okay, xong rồi.